không phải tôm cá ốc chai. Tất nhiên anh không phải đẹp trai, cuộc đời anh không cần thính. Nhưng mà anh rất tay lo, có mỗi khi em vào PM, cứ thản động rồi đồng đưa, ăn mặc ngượng nghếch cứ lướt, thế nhưng sẽ nôn cả lá thư.